khởi tố đối tượng đâm chết chủ tiệm tạp hóa rồi tự sát bất thành. Do mâu thuẫn, Nguyễn Thanh Tuấn dùng hung khí lao vào đâm nữ chủ tiệm tạp hóa ở Long An khiến nạn nhân tử vong. Ngày 29 tháng 4, nguồn tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra công an cung cấp đối với Nguyễn Thanh Tuấn, 46 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, về tội giết người quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự. Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 4, Tuấn đến tiệm tạp hóa của chị Nguyễn Thị Mộng Kiều, 48 tuổi, ở xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An, để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Xảy ra cự cãi lớn tiếng, Tuấn rút hung khí lao vào đâm chủ tiệm tạp hóa nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Tuấn uống thuốc trừ sâu tự tử, tuy nhiên sau đó lại chạy đến bệnh viện để cấp cứu. Sau 5 ngày nằm viện, Tuấn hồi phục sức khỏe và bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Long An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.